một chiếc xe của Việt làm khuynh đảo thị trường lúc mới ra. Anh em đã biết xe gì đúng không ạ? Đó chắc chính là chiếc xe Laga này. Thì với chiếc này thì lúc đầu ra anh em khen có chê có. Hôm nay thì anh em mình sẽ tập trung vào lên đồ gì cho xe này. Đầu tiên thì không thể thiếu đó là cái ánh sáng rồi. Thế dòng xe này đi đèn thì đẹp nhưng mà ánh sáng đi thì rất là tối. Và đặc biệt là với xe này thì là xe sedan nên là cái tầm khoảng quan sát thì rất là nhiều điểm mù. Xe này đã được bên mình trang bị một bộ cam 360. Thì tất nhiên cái bản này thì nó chưa có cam 360 nhưng mà tất cả những vị trí này nó đã có những vị trí chờ hết rồi. Và đặc biệt là cam này là cam dành riêng cho xe lắc nha các bác nhá. Xe dòng xe Vin. Và vị trí cái mắt cam gương này rất là đẹp luôn. Lắp rất là đẹp. Đây thì các bác có thể lên xe để xem cái thực tế của cái cam này. Đây khi mà cam dành riêng cho màn này nhá các bác nhá. Đó, rất là nét này. Chỉ ăn trái thì ăn phải đầy đủ. Cam trước này. Quá là sắc nét luôn. Và bộ này nó là có bộ dành riêng cho dòng lắc. Còn với bộ đèn đây, các bác có thể xem cái ánh sáng đèn này. Lên 4 bi này. Cực kỳ là sắc luôn. Quá là sắc nét luôn. Tầm này thì các bác thoải mái mà đi ban đêm tất cả cung đường luôn. Như bộ này thì sẽ lên 4 bi. 4 bi thì bác chủ chọn cả 4 bi đều là X-Line V20 hết các bác nhé. Với dòng này thì nó sẽ có bát riêng của nó để lắp 2 bi. Thì lắp 2 bi lên trên xe này. Thế là gọn và đẹp, không gây chói cho người đối diện nữa các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng dòng xe này mà chưa có những cái trang bị đấy, các bác có thể qua Akala các bác nhé.